chồng đồ ăn bên đây, ta kia nhận nghề. Sức khỏe. Rồi nói đồ ăn lớn lớn lên để tao bút, ở chỗ ra đổ vô. Rồi chồng đồ ăn lên cơm. Sức khỏe chú. Tôi quay ngay rồi. Bây giờ em đi sơ lượt ở dưới, đi sơ lượt mà ờ đi ô à phải không, đi rồi ờ đi rồi thôi. Dạ sức khỏe rồi băng qua đường cố trí hai bàn sắp xếp cho họ. Xích ra cô ơi, lãnh tiền rồi mình đi qua bên đường, đi ra ngoài. Sức khỏe cô. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Cứ đi từ qua. Sức khỏe. Đi ăn cái gì chọn món lẹ đi chú ơi, sao lưng chú còn quá nhiều người rồi chú đứng nó chọn món lâu quá. Bước qua đường luôn, cái máy quay đây chứ đừng có chĩa vô. Bước qua đường có hai cái bàn đó, bước qua mình coi chừng xe nha bà con. Em ơi lãnh tiền em ơi. Rồi bước qua bên đường luôn chị, bước qua bên đường, bên đó có hai cái bàn đó, mình để qua bển mình sắp xếp. Cảm ơn chú nha. Rồi băng qua đường chút xếp thôi, có bố trí cái bàn xếp cho gọn gàng rồi đem tiêu vô trong. Mỗi người một phòng chú ơi. Mỗi người một phòng nha. Vậy nãy người ta đưa không chịu nói trước luôn. Cảm ơn gì đây? Tư nhỏ em đâu tư. Đi đằng kia. Chị ơi. Qua đây hết tiền. Lấy tiền. Cái gì vậy? Đưa tiền. Chạy đi, trời ơi, đến người khác thảnh nữa chị ơi. Nhận tiền kìa. Để làm đi chị ơi, cho người khác thảnh nữa. Khách hết cục này thì cảm ơn các chị. Nhà chuẩn bị thêm một cục tiếp. Qua bên đường em, qua bên đường. Biểu được chưa? Bên đường để nắp hộp lại để trong chỗ. Cảm ơn bạn. Sức khỏe. Rồi, cảm ơn chị. Mấy người bệnh nặng ta đi
ra đường đó, đẩy xe lăn đó, người nhà là bệnh khỏe, này nuôi thôi, mấy người này nuôi. Vậy qua bên kia đẩy nắp cơm lại để đổ. Qua bển này anh. Rồi con qua đường sắp xếp, nó là được hết. Chú. Rồi, cảm ơn người ra đi chú. Chúc sức khỏe cô. Chúc sức khỏe cô nha. Kiểm giấy nó này nè, chú sức khỏe thôi, chắc kiểm giấy đó, đem ba lô, đem ba lô đó, từ chỉ rồi không biết nữa, em ơi kiểm giấy rồi, sức khỏe này, mưa ngoài đường bụi đồi, sức khỏe, cái áo này vô giá luôn, đúng không? Cảm ơn bà, dạ, quá bất tiện luôn. Bà con mình lãnh đồ ăn á, nhớ tri ân và nói lời cảm ơn mạnh thường quân nha. Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Đi qua bên đường chị phải xuống dưới đó là chị xách hàng theo thứ tự với gặp người ta mới cho. Hai hộp cái tay luôn cô bé ơi. Đó, đi hết hai hàng rồi đó, bây giờ tới hàng đây là hàng thứ ba, bắt đầu tới hàng thứ tư. Bà con mình á lãnh đồ ăn nhớ tri ân mạnh thường quân nha. Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây nha. Nói lời cảm ơn mạnh thường quân, người ta ở bên đó người ta làm cũng rất là cực khổ, người ta gửi tiền về đây giúp mình. Anh gói quanh kia đây. Bên này cũng đông lắm nè. Đó, bây giờ quá trời đông luôn. Nó dài tặng tới đây luôn. Thiếu đâu đi, thiếu đâu, thiếu đâu, thiếu đây. Sức khỏe cô ơi.